Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về ship tiền giấy Việt Nam nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn cách ship một chiếc nhẫn hình cái nơ như thế này nha các bạn. Đây, hình cái nơ như thế này. Đây. Còn cái phần dán này là cái phần chủ yếu là do cái ngón tay của mình hơi bự á, nên mình phải dán để cho nó cố gắng lại cho chiếc nhẫn nó hơi đẹp hơn nha các bạn. Rồi, thì nguyên liệu của mình thì chuẩn bị một cái tờ tiền giấy như thế này. Bước đầu tiên mình sẽ chia ra làm 3 phần bằng nhau. Được chưa? Cách chia rất đơn giản đây. Đó. Các bạn uống tờ tiền đó, do cái tờ tiền của mình nó mới nên vấn đề uống rất là đơn giản các bạn. Đây, chia ra làm ba nè, chưa đó. Tương tự bên đây cũng vậy, chia ra làm ba để các bạn gấp cho nó dễ. Rồi các bạn ghè xuống, ok chưa. Rồi, bước tiếp theo các bạn băng ra và các bạn gấp vô. Đó, gấp vào. Tiếp theo các bạn gấp cạnh này trùng với cạnh này. Thấy chưa? Sau đó các bạn gấp cạnh này trùng với cạnh này. Thấy chưa? Rồi, đây nè, có hai phần nè, phần này một phần nè. Các bạn nhìn vô đây và các bạn gấp cạnh này nè, trùng với cạnh giữa. Cái bước này rất quan trọng các bạn. Các bạn phải gấp cẩn thận để cho cái phần này, cái phần nơ của mình nó đẹp, và bên này cũng vậy. Sau đó các bạn băng ra và các bạn nhét vô giữa ha, giữa hai cái phần này. Nhét vô giữa nha. À. Tương tự bên đây cũng vậy, nhét vô giữa. Nhét vô giữa. Ok chưa? Sau đó các bạn nhìn nè. Đẩy cái này lên sao cho trùng với hai cái gẫn này. Ok, và phía mặt sau cũng vậy. Được chưa ạ? Sau đó gấp cái cạnh này trùng với cạnh giữa. Đó. Đây cũng vậy. Được chưa? Sau đây cũng vậy. Các bạn nào mà không kịp thì các bạn có thể bấm đứng lại nha các bạn. Qua bước nào rồi thì mình bấm đứng lại. Được chưa? Sau đó gấp cạnh này trùng với hai cạnh này. Nè. Được chưa? Gấp lên nè. Đó, sau gấp xuống nè, gấp sau trùng với cái gẫn này nha các bạn, trùng với gẫn này. Ok. Sau đó các bạn nhìn nè, đây với đây mình chia làm 3 phần, hoặc là các bạn có thể quan sát kỹ nè. Đó, chia làm 3 phần. Chia làm 3 phần nha các bạn. Các bạn chia làm 3 phần hoặc là chia nhỏ cũng được để cho nó đẹp thôi. À, bước này rất quan trọng nha. Cái nơ có đẹp hay không là do bước này nha. Ổn chưa? Rồi, quay ngược phía sau cũng vậy. Rồi, gấp ngay trùng với hai đỉnh này. Sau đó gấp xuống ngang với cái đỉnh này. Và làm tương tự, chia cái phần này ra làm 3 phần. Ok chưa? Đó, xong rồi các bạn băng ra nè. Băng ra nè. Băng ra đó. Các bạn đè cái này xuống, đè cái này xuống đó, hoặc là các bạn không đè cũng được, nhìn nó đẹp là được. Đó, đè xuống. Ok, vậy đã ra cái nơ rồi, cái chưa các bạn. Rồi, còn cái phần này thì là cái phần mình đeo nè, nên các bạn uốn cong lại, cong càng cong vừa đúng cái tay mình là thôi. Thấy chưa? Đó. Sau đó các bạn lấy băng keo bạn dán lại. Là xong. Thế là mình đã hoàn thành một chiếc nhẫn hình cái nơ rất đơn giản đúng không ạ? À, hình chiếc nhẫn cái nơ. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn có nhu cầu gấp cái gì thì các bạn có thể comment nha. Mình sẽ hướng dẫn lại sau nha các bạn. Rồi, à, có ý kiến gì thì đóng góp cho cái kênh phát triển thêm thì các bạn cứ comment thoải mái nha các bạn. Không ngại gì hết, không hiểu bước nào thì mình có thể dựng lại một cái clip khác để cho các bạn hiểu nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.